Hello, Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà. Hôm nay hai dì cháu của Ngọc Diệu nha cả nhà. Nhỏ này nhỏ cháu em đi về quê nè. Mà bây giờ em thấy nó làm cái đây là né là Ngọc Diệu nị. Đó. Cả nhà. Đó, cả nhà thấy gì không? Cây bông trang. Cây bông trang. Đó, cái màu môi của em giống cái màu cây bông trang không cả nhà? Cả nhà ơi, bây giờ hai dì cháu em gì nè đi hái bông trang này nè, vô làm dây chuyền làm nhẫn đem nha cả nhà. Nhờ cả nhà đón xem hai dì cháu em làm cách nào được cộng dây chuyền với nhẫn nha cả nhà. Ý vòng chứ không có nhẫn, nhẫn nhỏ quá là không được. Làm dây chuyền với vòng hai dì cháu mỗi người cộng đeo. Đúng không nè, phải không? Con biết làm không? Rồi, hai dì để hai dì cháu mình đi hái bông ha. Rồi con hái rồi. Mấy chùm? Chắc hai chùm. Ồ gịch hồi đức cô ngoại la luôn. Chùm nữa đây, hai chùm lấy hai gì cháu mình làm cộng dây chuyền to thiệt to luôn. Đó. Ui. Rồi đi vô. Hai gì cháu mình đi vô. Rồi đi vô. Vô trong góc này hai gì cháu em làm á cả nhà. Em sẽ làm cộng dây chuyền. Giờ dì hai quay con làm ha. Đó. Để dì hai đùa cái này ra, nó có cái màng. Rồi làm sao? Rồi rút cái nào ra đâu con chỉ con nói coi. Rút trong cái này ra. Rồi này. Lấy cọng khác rút coi. Nó à, nó hơi tối. Là cả nhà em hiểu rồi, đây nè nó chỉ em nè. Ở chỗ cái cây bông trang này nè cả nhà, nó có cái nhị nhỏ nhỏ, đúng rồi cái nhị nhỏ nhỏ đó. Phải rút cái nhị đó ra. Rồi gắn, đâu gắn sao? Đó. Đó, rồi gắn rồi con gắn đi, gắn nữa đi, gắn vài cái nữa coi, gắn cái gì hai coi ơi, nó giỏi không cả nhà? Nó giỏi hơn em nữa đó cả nhà, em đâu biết làm đâu. Em thấy nó làm công việc chuyện đeo nó hỏi nó làm sao đó. Đó, rồi làm coi. Thấy không cả nhà? Nít ở dưới quê nó giỏi lắm cả nhà. Bé dưới quê nó giỏi lắm, nó biết làm. Giờ tới dì cháu mình đặt máy quay, hai dì cháu mình làm ha. Rồi nó chỉ em mà để em đặt máy quay cái nghe cả nhà. Giờ sao vậy, là dì hai rút cái bông ra nhị ra phải không? Rồi con gắn cái này đúng không? Nó kêu em á cả nhà. Nó kêu em á rút cái nhị này ra đi, rút cái nhị này nè để em lấy cho cả nhà thôi. Nó hơi hay cái chỗ này, nó hơi có cái ánh nắng nó hay dạ dạ nhau, nó hay bị tối á cả nhà. Hay. Sao cái này nó đâu có nhị đâu nút à, kéo cái ngược ra đi. Đó, rồi nè dì hai, dì hai thì hai để đây ha. Dì hai để đây. Nè nó rút cái cọng nhị này nè cả nhà. Nó rút cái cọng này nè. Thấy không cả nhà, nó mặn mò tỉ mỉ, nó rút cái cọng nhị này ra. Rồi nó mới gắn lại với nhau gì nè cả nhà. Gắn hai cái đầu này nối lại với nhau. Đó. Nó giờ gắn gì nè cả nhà, cứ gắn hoài tới gắn chừng nào mà hết cái video. Cả nhà đón xem nghe, nhớ đón xem coi cháu của em. Con mấy tuổi rồi con? Con mấy tuổi con nói với cả nhà coi, con để đây nè, con nói với cả nhà. Con mấy tuổi? À nó giờ nó năm ngón tay nó là 5 tuổi, nó 5 tuổi nó hay hơn em á cả nhà, nó biết làm dây chuyền bằng bông trang nha cả nhà. Cả nhà nhớ đón xem nha, đón xem hai dì cháu em làm nha cả nhà. Là đẹp. Nè dì hai giờ để đây hai bông rồi nè, con gắn gấp lại đi. Ngắt phải ngắt cái đít này bỏ nghe cả nhà nè, ngắt cái này nó bỏ nè, ngắt cái xanh nó bỏ, rồi ngắt cái nhị này sao vậy, hai kiếm hoài nó có ra đâu nị, là cái nhị nào nó khó lấy lắm cả nhà. Nãy giờ được có mấy tuần luôn á, nãy giờ em làm mới được cái mò, nãy giờ mò nó đứt, em kéo qua đứt hoài, rồi đứt hoài nè, được chưa? Đó nè, em kéo ngược không mà chứ em kéo đầu kia em kéo có được đâu cả nhà. Em đi về quê á cả nhà, mà em quên đem cái cây quay, quên đem cái cây quay rồi, cái đầu giờ em phải để gì nó hơi khó quay, cái hơi khó nha cả nhà xem nhớ thông cảm cho em đi cả nhà. Nó chưa, nó chờ gắn chờ xem em đi. Này sao đủ không, hái này không đủ hai cộng dây chuyền của dì hai rồi. Rồi bữa đợt này về nhỏ cháu 5 tuổi em nó tặng em cộng dây chuyền cho bá luôn cả nhà ơi. Nó kéo gì nè, nó bắt em kéo gì nó ngồi nó gắn. Ừ.
rút rút ra gì nè cả nhà, rút rút ra gì đó. Còn lâu hai dì cháu phải sắm dây chuyền, để sắm dây chuyền nó sắm lắc nữa mà. Về chuyến này em giàu to cả nhà ơi, nhỏ cháu 5 tuổi em nó tặng em cộng dây chuyền cộng lắc luôn đó. Vừa chưa, vừa được cộng dây chuyền nào chưa? Còn hả? Nó đứt rồi hả? Đó. Con để dưới đất đi, con gấp dài dài đi. Đó, ừ đó, rồi cái này vừa chưa, vừa cộng chưa, chắc này chắc vừa cộng rồi đó. Vừa cộng với chuyền chưa? Nhà ngồi chờ, nhớ đón xem em nghe cả nhà. Nhớ đón xem em coi em làm dây chuyền bông trang nè, lắc bông trang nè. Cái này lát cái gió nó phất qua, phất vô, phất qua, phất vô. Chắc chưa ngồi rảnh á cả nhà. Hai dì cháu làm dây chuyền đeo. Cả nhà ơi nhớ đón xem nha. Nếu thích thì bấm cho mấy dì cháu em một like, một đăng ký, một chia sẻ nha cả nhà. Nó em không có cây quay, em để nó hơi thấp nha cả nhà, thông cảm nha cả nhà. Nhưng mà máy nó chừng nhiều là mình đến mình coi luôn à. Còn để rồi mình để máy nó đang làm được cái nào. Rút cái nhị gì ra nè. Dạ, rút cái lỗ này luôn nha. Mằng mà tỉ mỉ gì đó cả nhà. Nít như quê nó tỉ mỉ, nó giỏi lắm cả nhà. Nó nhỏ nhỏ tí tí mà nó giỏi lắm. Nó đặt kéo ra. Nó kéo cái nhị này ra. Hồi xưa không biết cả nhà có ai chưa nghe. Cả nhà không biết có ai mà húp mật của bông trang này chưa, chứ đó là em húp mật bông trang này nè, mật bông trang này ngọt lắm nè cả nhà. Nó có mật ong á. Ừ, nó có mật ong, mật của bông á. Mật nó nè. Ở trong nó có cái lưỡi nhỏ nhỏ xong mình rút ra mật ong á. Nó ăn dây nữa là xong rồi. Cái kia làm mấy dây nữa xong đó, nó làm mấy dây nữa là xong rồi đó cả nhà. Cả nhà nhớ đón xem nha cả nhà. Lắm mà kéo cộng thấy cộng nhà, thấy cái cộng không, thấy cái cộng không cả nhà, nó nhỏ xíu xíu gì nè cả nhà, nhỏ xíu nhỏ hơn con chỉ môi ra nó môi ra cũng nửa tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ luôn, nó ghê rồi, nó nói nãy giờ nửa tiếng đồng hồ luôn rồi đó cả nhà. Nó rút từ cộng, em ngồi rút từ cộng, nó ngồi nó gắn từ cộng, từ cộng. Rút gì nè. Xong chưa? Hai quên, chắc gì hai sót. Em rút sót á cả nhà. Em rút sót á. Cái gì cũng rút sót nữa. Ồ vậy đó hả? Trời ơi, tôi rút sót mà, xin giỏi mà. Cô nàng khó quá. Cô nàng này khó quá cả nhà ơi. Vậy hai nhà gì? Hai có chồng bông hoa hướng dương không? Không, nhà dì hai đâu có chồng ba ông hoa hướng dương đâu. Nhà dì hai có chồng cũng có mấy cây bông trang này nè, mà dì hai đâu biết làm đâu. Về đây nị chỉ dì hai mới biết làm nè. Ngọc Huy chỉ dì hai mới biết làm nè. Đủ chưa? Đủ mấy cộng chưa? Đây là con gánh nè. Đây là con gánh mẹ đang gánh con. À, đừng gắn mẹ, đừng gắn con đó hả? Là nó ý là nó gắn được hai cọng dây dài, là cọng dây mẹ, cọng dây con rồi đó cả nhà. Trời đất ơi, này gãy một cánh luôn. Gãy một cánh hay gãy một cánh bỏ đi, gãy nó xấu xí. Gãy nó xấu xí. Nó xấu xí. Chứ xe là gắn kỹ nè.
Thắng con nó hơi lớn đó. Đâu, 3-4 tiền. Gánh, đâu có gì biết. Được chưa? Vậy hai lụm hết rồi đó. Vậy này, vậy hai lụm hết rồi, còn mấy con nhỏ nhỏ không ở nhà, vậy em lụm hết rồi đó. Vậy hai rút ra hết rồi đó. Cắn cắn được chưa? Rồi. Chắc gì? Dì hai ơi, rút hết rồi mình làm này, dì dài lắm mấy con gắn mẹ xong rồi á, chắc đi hái thêm là chiếc vòng hai cái nữa. Dì hai làm thầm là đi hái đừng gắn thêm là chiếc vòng hai cái nữa phải không? Rồi con gắn đi. Để dì hai quay lại. Đó cả nhà. Làm nãy giờ nó không làm cọng dây dài đó, với cọng dây này nó là cọng dây mẹ, cọng dây con rồi đó cả nhà. Cả nhà nhớ đón xem nghe, chờ giờ gắn gắn chờ xem nghe cả nhà, cho hai dì cháu em làm coi chừng nào nó mới xong, làm coi được bao nhiêu lâu mới xong được hai cọng dây chuyền với hai chiếc vòng nha. Hai chiếc lắc hả này, ngồi nó gắn rồi cả nhà thấy nó kỹ hơn đó, nó ngồi nó lắm cái cọng cục nó chắc được cọng dây chuyền rồi đó này, cái cọng cục đó đó. Sắp hoàn thành, nó sắp hoàn thành rồi đó cả nhà. Nó lớn lên cho cả nhà xem coi. Rồi. Sao vậy? Sao bằng mò vậy? Sao bằng mò vậy? Sao bằng mò lâu vậy? Hả? Này nó cứ đứt hoài. Cứ đứt hoài hả? Con gắn mạnh vô. Gắn mạnh vô sợ nó hư hai cái luôn. À, nó thấy không? Cả nhà thấy biết không? Nó hư gắn phải gắn nhẹ, gắn mạnh nó sợ hư hai cái. Thấy chưa? Cái cọng đó được rồi đó, cái cọng đó là vừa cọng dây chuyền của con rồi đó. Giờ cứ gắn cái cọng khác đi. Đó, được hai cộng rồi đó. Cái cộng bên đây là dư được tấm lắc nữa rồi nè. Rồi gắn tấm lắc nữa là đủ rồi. Cả nhà thôi, cả nhà chờ nghe, cả nhà hai vợ cháu em gắn. Trời ơi, đầu này nó vuột đầu kia. Đầu kia nó vuột đầu này. Rồi. Đó. Đó. Rồi vuột. Không dám chút nhất. Đeo dây chuyền này không dám thở cả nhà. Rồi, rồi. Giờ tới đây chiếc vòng luôn không? Trời ơi, nó về xẹt xẹt cái tay nó nữa nè cả nhà. Nó đeo cho nó chiếc vòng nữa cả nhà. Dạ, giúp xíu con kia nè. Vòng nào ta? Vòng này đi. Đợi nó đi. Nó được nó hết chưa cả nhà? Còn được cong dây chuyền với chiếc vòng mình này cả nhà ơi. Nó. Bây giờ gắn lại của dì hai đi. Giờ gắn lại của. Rồi đâu, đeo cho tôi coi. Nó. Đeo được mới hỏi tức nha. Nó, em nó đeo cho em, đeo cho nó, giờ nó phải đeo cho em đó cả nhà, nó mới chịu. Bữa nay được đứa cháu gái nó tặng cho em rồi. Rồi, được chưa? Rồi. Rồi nè, cầm chiếc vòng nữa nè. Rồi gắn cho tôi chiếc vòng nữa coi. Trời trời, nó sợ sức cái vòng của nó nè cả nhà, nó làm phải nhẹ. Nè tôi đỡ phụ cho. Trời ơi, hàng dễ hở. À, năm nay về được cho cháu gái nó tặng cho chiếc vòng quá trời hoành tráng luôn cả nhà ơi. Vừa chiếc vòng rồi vừa. Được chưa? Dính chưa? Trời ơi, chiếc vòng này đeo nặng. Không dám buông tay xuống cả nhà ơi. Không dám buông tay xuống, buông tay đó là nó mất tiêu chiếc vòng. Rồi quay đây. Đó, xuống tới đây đó. Cả nhà thấy hai dì cháu em có đẹp không cả nhà? Thôi giờ clip em cũng đã xong rồi nè cả nhà, hai cọng dây chuyền và hai chiếc lắc. Thôi bye bye cả nhà xem nhớ thương tình bấm cho hai dì cháu em một đăng ký, một like, một chia sẻ. Bye bye cả nhà. Bye bye con. Bye bye. Ừ.